cây chuối nhà tôi nó được tách ra từ cái mầm của một cây mẹ mang từ bãi giữa về và cũng trồng rất nhiều năm. Lúc tôi quyết định tôi bỏ cái cây đi thì phát hiện ra ở dưới củ của nó có một cái mầm được trồng đây. Tất cả từ mẹ đến con đã gần 10 năm. Nó cứ lớn lên lớn lớn nhích nó lớn lên từng ngày. Bỗng dưng một ngày mắt tôi nhìn ra cái cây. Tôi thấy nó rất là đẹp. Nó khỏe mạnh và rất là đẹp. Từ những cái mầm non bé nhỏ trông như là cái cây mới thoạt nhìn qua lúc đầu nó sống thì trông nó như là một cái cây khoai nước ấy. Cái lá nó rất là bé. Bây giờ nó ra dáng từ cây chuối rồi. Đấy. Tôi giật mình thì thấy là nó mọc theo một cái đường xoáy ốc trật tự vũ trụ. Đấy, nó đang vui sướng nhảy múa theo ngọn gió trời.